Cuộc thi quý tộc nhất gọi tên Miss International cho thí sinh học cắm hoa thay vì nhảy múa. Thay vì các hoạt động thể chất, cuộc thi Miss International đã cho thí sinh trải nghiệm cắm hoa thú vị không kém. Trong một cuộc thi nhan sắc, ngoài các phần thi thì các thí sinh sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau. Mới đây, cuộc thi Miss International 2022 đã cho các thí sinh trải nghiệm buổi học cắm hoa. Hoạt động mới lạ này đã thu hút sự chú ý của đông đảo fan sắc đẹp. Cụ thể, các thí sinh của mùa giải năm nay đã được học cách cắm hoa Ikebana. Đây là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, cũng được biết đến dưới cái tên hoa đạo. Theo nghệ thuật Ikebana, hoa được cắm hài hòa với màu sắc và bài trí của phòng, bình cắm tượng trưng cho thiên, địa, nhân, trời, đất, con người. Chỉ nghe qua thôi cũng đủ thấy được bộ môn này yêu cầu sự tinh tế và chỉn chu đến mức nào. Đối với fan sắc đẹp lâu năm, hoạt động này đã không còn lạ lẫm, bởi Miss International là cuộc thi được đánh giá là thanh lịch bậc nhất trong các đấu trường nhan sắc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn dành lời khen ngợi cho ban tổ chức khi tạo ra những hoạt động bổ ích, mở mang kiến thức cho các thí sinh. Ngoài ra, lịch trình cuộc thi cũng không quá dày, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các người đẹp. Bình luận của netizen: vài bữa chắc đưa đi hóc theo thùa cho đủ bộ quá, kiểu giống như lớp học cho con nhà gia giáo, tiểu thơ đại các. Đây mới thật sự là hoa hậu này, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Hoạt động nào cũng thú vị hết, nhưng cắm hoa này mới và bổ ích quá nè. Mỗi một cuộc thi có một đặc trưng riêng. Miss International thì hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam hơn thôi.